thì chúng ta nhìn vào những tài liệu on chain đi thì để xem coi là tình hình bây giờ như thế nào thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào tài liệu on chain thì những tài liệu mà chúng ta quen thuộc như là bao nhiêu đồng Bitcoin được nạp vào sàn ngày hôm qua so với lại bao nhiêu đồng Bitcoin được rút ra ngày hôm qua thì chúng ta nhìn vào biểu đồ nến ngày trên crypto coin thì để thường xem coi là ngày hôm qua tất cả những cái sàn giao dịch thì các bạn thấy được là tổng số Bitcoin được nạp vào là 36.917 và bao nhiêu đồng Bitcoin được lấy ra thì chúng ta nhìn vào tổng số outflow đi Thì chúng ta thấy được là tổng số outflow được lấy ra là 38.178 Thì các bạn thấy được là cái số lượng nạp vào là 36.916 Và cái số lượng lấy ra khỏi những sàn giao dịch đó thì là 38.178 Bitcoin Có nghĩa là Bitcoin vẫn tiếp tục bị mất trên những sàn giao dịch Cái số lượng người ta nạp vào không có bằng cái số lượng được rút ra Bitcoin ngày càng khá hiếm hơn trên những sàn giao dịch Chúng ta nhìn vào những cái ví lớn đi thì các bạn sẽ thấy được là những cái ví lớn bây giờ thì hoạt động như thế nào 10 cái ví lớn hoạt động trên sàn là các bạn có thể thấy được là cái số lượng mà nạp vào đó là các bạn thấy là chỉ có 23.428 mà thôi và cái số lượng rút ra các bạn thấy là 24.651 có nghĩa là cái số lượng rút ra đó cũng nhiều hơn là cái số lượng được đưa vào bởi những cái ví lớn và cái phần trăm để để coi coi là hoạt động trên sàn bây giờ là những cái ví lớn những cá voi đó thì chiếm bao nhiêu tỷ lệ hoạt động ở trên sàn thì chúng ta nhìn vào inflow đi có nghĩa là cái số lượng Bitcoin được đưa vào thì các bạn thấy được là cái số lượng Bitcoin được đưa vào đó tổng đó là 36.916 Bitcoin nhưng mà 23.428 là đến từ những cá voi thì chúng ta nhìn vào cái tỷ lệ đi thì các bạn thấy được những cá voi nạp vào ngày hôm qua là 23.428 Bitcoin so với lại tổng số Bitcoin được nạp vào đó là 36.916 thì tỷ lệ cá voi trên sàn bây giờ so sánh với lại trước đây thì thấp hơn các bạn thấy được là bây giờ thì 63% của những cái tỷ lệ được nạp vào đến từ những ví mà có số lượng lớn bitcoin thì coi như là thấp hơn trước đây cái thứ ba tuần các bạn thấy được là cái số lượng hoạt động của những cá voi trên thị trường rất là nhiều bây giờ đã thấp đi một phần và rút ra thì như thế nào rút ra thì để thường xem tài liệu outflow cái số lượng được rút ra bởi cá voi là 24.651 bitcoin chia cho 38.178 thì hoạt động cá voi rút ra đó là 63% thì cũng tương đương như là cái số lượng nạp vào có nghĩa là 63 tới 64% hoạt động trên những sàn dịch bây giờ là đến từ những cao voi coi như là cũng không có cao như là một thời gian trước đây nhưng mà cũng là trên 50%. Đây là cái tài liệu liên quan đến Bitcoin trên sàn. Chúng ta nhìn một số thông tin khác liên quan như là các bạn thấy được là bây giờ chúng ta nhìn vào tài liệu này là tài liệu liên quan đến cái số lượng Bitcoin có trên thị trường thì các bạn thấy được là những sàn giao dịch đó, cái đường màu đỏ các bạn nhìn thấy để chúng ta xem tài liệu từ đầu năm tới bây giờ thì ngày hôm trước đó các bạn thấy được là cái tỷ lệ là 2,3457 cái tỷ lệ bây giờ là chỉ còn có 2,3445 mà thôi có nghĩa là lại có thêm Bitcoin được rời khỏi sàn và cái đường màu đỏ này là đại diện cho bao nhiêu Bitcoin có mặt ở trên những sàn giao dịch càng ngày càng thấp xuống có nghĩa là cái số lượng Bitcoin có sẵn trên sàn đi xuống thì cái giá sẽ tăng lên tại vì sao? Tại vì đương nhiên các bạn thấy được là nếu như mà nguồn cung bị giảm đi thì nguồn cầu giữ nguyên thể tăng, sẽ tăng dẫn đến là giá cả tăng. Thì các bạn thấy được là tình trạng thiếu hụt Bitcoin trên sàn vẫn tiếp tục xảy ra. Và cái tình trạng này là không chỉ riêng là ở Bitcoin mà ngay cả Ethereum. Các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào tổng số Ethereum mà có mặt trên những sàn giao dịch đi thì chúng ta nhìn vào Ethereum All Exchange Reserve thì các bạn sẽ thấy cái tình trạng tương tự xảy ra và thông tin chúng ta mới vừa nói tới liên quan đến là bao nhiêu Bitcoin, bao nhiêu Ethereum được thu mua bởi RayScale Đây là những lý do tại sao mà cái số lượng Ethereum, Bitcoin bị mất đi trên sàn giao dịch và sẽ dẫn đến là giá cả sẽ tăng lên. Các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái thông tin từ đầu năm tới bây giờ thì bắt đầu khoảng chừng là tháng 5 thì đã có một lượng lớn Ethereum được thu mua và được đưa ra khỏi sàn. Các bạn thấy là cái đường màu đỏ này cứ tiếp tục đi xuống và đi xuống có nghĩa là tình trạng bây giờ so với lại hồi tháng 5 đó thì cái số lượng Ethereum trên sàn vẫn tiếp tục mất đi và mất đi ngay cả hôm qua tới hôm nay thì lại tiếp tục mất đi Các bạn thấy được là cái số lượng Ethereum trên những sàn giao dịch đó, thì một ngày trước đó ngày 11 Tây là 11,686 triệu cho đến ngày hôm qua đang chỉ còn có 11,649 triệu mà thôi có nghĩa là cũng tương tự như là Bitcoin cái số lượng Ethereum cũng từ từ mất đi ở trên những sàn giao dịch có nghĩa là cái nguồn cung ngày lại càng ít đi và điều này cũng cho các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái số lượng Ethereum được đưa vào và rút ra để cho các bạn thấy rõ ràng hơn. Chúng ta hãy nhìn vào outflow và inflow của tất cả những sàn giao dịch. Thì chúng ta nhìn vào cái số lượng Ethereum mà được đưa vô trong những sàn giao dịch đó là ngày hôm qua tổng số lượng Ethereum được đưa vào là khoảng 124,9 ngàn Ethereum được nạp vào những sàn giao dịch. Nhưng mà cái số lượng rút ra thì các bạn thấy được là đã lên tới con số là 100 73.000 Ethereum ngày hôm qua đã được rút ra Có nghĩa là cái số lượng nạp vào so với cái số lượng rút ra thì cái tỷ lệ vẫn trên lợi rất là nhiều Nghĩa là cái số lượng rút ra rất là nhiều Cho nên chúng ta mới thấy tình trạng là cái số Ethereum trên sàn ngày càng ít đi Đây là cái thông tin liên quan đến bao nhiêu Ethereum được đưa vào và rút ra tính chung Chúng ta nhìn vào những cái ví lớn đi Thì cũng tương tự như Bitcoin chúng ta nhìn vào top 10 ví bội động trên sàn thì những cá voi đang làm gì chúng ta nhìn vào outflow cũng như là chúng ta sẽ nhìn vào inflow của 10 cái ví đi thì các bạn thấy được là những cái ví lớn trên sàn giao dịch đó, của Ethereum đó, thì họ đang làm gì thì nạp vào ngày hôm qua đó là khoảng 421 đồng Ethereum nhưng mà rút ra thì các bạn thấy được là 144 thực ra mà nói chúng ta nhìn vào cái số lượng mà hoạt động liên quan đến những cá voi ở trên sàn giao dịch liên quan tới Ethereum đó, thì không có nhiều thậm chí các bạn thấy được là cái số Ethereum được nạp vào tính chung á, là chúng ta tính tới hàng ngàn hàng ngàn Ethereum nhưng mà khi chúng ta nói tới những cái ví lớn á, thì hoạt động không có nhiều cho nên trên căn bản chúng ta không thấy nhiều hoạt động liên quan đến những cá voi ở trên sàn dịch liên quan tới Ethereum thực ra mà nói cái số lượng Ethereum á, mà bị rút đi nhiều đó là cái thời gian mà các bạn thấy là lúc mà ngày 15 tây 16 tây đó là cái thời gian đó là thời gian mà có rất nhiều Ethereum được rút ra bởi những cái ví lớn. Tại vì sao? Tại vì lúc đó là những lúc mà chúng ta đang có những thông tin liên quan tới Ethereum 2.0 Thường thì đoán là Có rất nhiều cá voi đã rút Ethereum ra khỏi sàn Để mà tham gia vào Ethereum 2.0 Thì để kết luận lại Chúng ta thấy được là tình trạng thiếu hụt Ethereum và Bitcoin trên sàn vẫn tiếp tục đang xảy ra Cái số lượng được đưa vào So với số lượng rút ra khỏi sàn giao dịch đó, Vẫn trên lập rất là nhiều Cho Bitcoin và Ethereum Có nghĩa là ngày qua ngày Thì số lượng mà có thể mua bán trên sàn càng ít đi Đây là một cái vấn đề sẽ dẫn đến gây ra cái lực áp lực rất là lớn liên quan đến cái nguồn cung của Bitcoin và nguồn cầu sẽ dẫn đến là ép giá cả đi lên nếu như tình trạng này cứ tiếp tục xảy ra. Và cũng ngược lại, nếu như mà một ai đó muốn đẩy giá xuống thì cần phải có lực bán lớn hơn tại vì trên căn bản cái nguồn cung đã thấp đi. Đây là những cái thông tin mà thường cảm thấy là thú vị thường muốn chia sẻ với các bạn Bản thân Thuận thì vẫn còn đang xem coi là cái thông tin ở trên những cái mạng lưới blockchain như là thông tin liên quan đến crypto coin có thực sự là giúp đỡ được chúng ta thấy được những gì mà phân tích kỹ thuật hay là phân tích cơ bản không cho chúng ta thấy được hay là không cho nên thuận thì muốn trao đổi những thông tin này với các bạn coi coi là các bạn cảm thấy là chúng ta có thực sự sử dụng được những thông tin này hay là không gần đây thì chúng ta nói tới những cái thông tin liên quan đến là cá voi đang gom hàng trên những sàn giao dịch đó thì các bạn thấy được là giá cả lại không tiếp tục đi xuống nữa mà lại có cái sự tăng trưởng. Thì đây có phải là một sự trùng hợp hay là chúng ta thực sự có thể thấy được những gì mà các bạn không dễ dàng thấy được khi mà dùng phân tích kỹ thuật hay là phân tích căn bản mà các bạn có thể thấy được sử dụng những cái tài liệu on chain như là kiếp tục thì các bạn hãy comment ở phía dưới. Thì chúng ta nhìn vào một thông tin khác nữa đó chính là thông tin cũng tương tự như mà của trang web là Look into Bitcoin. Thì các bạn thấy là tình trạng bây giờ chúng ta nhìn vào tổng số ví mà có lời thì rất là nhiều mà chúng ta bây giờ đang nhìn vào biểu đồ này đây là bao nhiêu ngày trong lịch sử bitcoin mà các bạn có lời có nghĩa là các bạn thấy được là nếu như mà cái đường màu xanh á những cái nơi mà màu xanh này có nghĩa là những nơi mà các bạn có thể mua bất cứ ngày nào trong cái tuyến đường màu xanh này các bạn vẫn có lời chỉ khi nào các bạn thấy là chúng ta có cái màu đỏ thì mới là lỗ như trong lịch sử của bitcoin á, là có 3.711 ngày và trăm một ngày đó đó là 3759 ngày như là trăm của tất cả những ngày mà Bitcoin có mặt trên thị trường các bạn đã có lời có nghĩa là các bạn có thể mua bất cứ một ngày nào trong 99,9 ngày này các bạn đều có lời hết chỉ khi nào các bạn mua trong cái phạm vi là 0,3% của số ngày các bạn mới lỗ mà thôi thì chúng ta nhìn vào thì các bạn thấy được là cái số lượng ngày mà lỗ đó không bao nhiêu ngày hết chúng ta trừ 3771 ngày tổng cộng trừ cho bao nhiêu ngày mà chúng ta có lời là 3.759 ngày thì các bạn thấy được là chúng ta chỉ lỗ trong phạm vi là chỉ có 12 ngày mà thôi có nghĩa là chỉ khi nào các bạn mua trong khoảng phạm vi là 12 ngày các bạn mới bị lỗ 12 ngày đó là 12 ngày nào đó chính là 12 ngày mà các bạn thấy được là đỉnh của đỉnh của năm 2017 hay là thời gian gần đây khi mà Bitcoin qua khoảng 19.000 đô cái nơi mà màu đỏ trên màn hình có nghĩa là hầu hết tất cả mọi người đều có lời các bạn có thể nhắm mắt mua đại thì 99,7% là các bạn đã có lời bây giờ rồi điều này là tốt hay xấu điều này thì là một điều mà thường sẽ chia sẻ thêm nhưng mà chúng ta nhìn vào là họ có lời bao nhiêu thì tính theo cái tài liệu uh, relative unrealized profit loss thì bây giờ là trung bình một người mà lưu trữ bitcoin bây giờ đó là lời khoảng 59% thì các bạn tự hỏi bản thân mình đi. Câu phải để các bạn, lời là trung bình bây giờ là khoảng 59% hay là không. Nếu cái giá Bitcoin bây giờ là 19.000 thì các bạn thấy được là 59% lời. Thì các bạn mua trung bình dựa theo tài liệu này là mọi người trung bình là mua ở cái giá là khoảng 12 tới 13.000 đô thì có phải các bạn mua ở mức này hay là không? Thường chỉ muốn biết là cái thông tin mà họ thống kê này có thật sự là xuyên được hay là không. Nhưng mà dựa theo cái cách tính này, thì cái phần trăm mà họ lời là khoảng 59%. Thì điều này có nghĩa là chúng ta có rất nhiều người vẫn đang có lời và chờ để mà chốt lời. Thì trở lại với lại cái thông tin mà thường chia sẻ liên quan đến là càng ngày chúng ta càng đến cái mức 2.000 đô đó thì lại càng có nhiều người chờ sẵn để mà chốt lời. Thì cho đến khi nào mà chúng ta thấy cái số lượng người mà có lời này đó cái số lượng ngày mà có lời đó ngày lại càng ít đi và cái số phần trăm lời đó ngày lại càng đi xuống thì lúc đó chúng ta mới thấy là cái lực bán càng ngày càng thấp đi tình trạng bây giờ các bạn được nằm trong cái khoảng gọi là re, có nghĩa là rất là tham lam thị trường bây giờ rất là tham lam chúng ta cần phải thấy cái số lượng người mà có lời đó phần trăm lời đi xuống cái vùng mà màu vàng này có nghĩa là cái vùng này là cái vùng gọi là lạc quan thì chúng ta mới thấy cái lực bán giảm ở mức là 20.000 đô. Thì những thông tin liên quan tới on chain mình thường muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một cuộc phỏng vấn liên quan đến một người cũng rất nổi tiếng đó chính là Jim Cramer. Thì Jim Cramer như mà nào mà theo dõi stock của nó biết là Jim Cramer là một người mà rất là nổi tiếng trên CNBC À, các bạn có thể là không thích hay là thích Jim Cramer nhưng mà một điều các bạn không thể vô nhận được là Jim Cramer là một người cũng rất là thông minh và rất là nổi tiếng và Jim Cramer đó thì có một cuộc phỏng vấn với lại Catherine Ross liên quan đến Bitcoin thì Jim Cramer chia sẻ cảm nghĩ của mình trước hết á, về tình hình của năm sau thì ông ta tương đối rất là bullish về tình hình của thị trường tài chính nói chung có nghĩa là năm sau Jim Cramer nghĩ là chúng ta có thể thấy được một sự tăng trưởng điều này rất là khác với là nhiều người nhiều người thì đưa những cái nhận định rất là tiêu cực về năm 2021 này chúng ta sẽ có khủng hoảng tài chính chúng ta sẽ có cái đợt xuống giá của bất động sản vân vân Jim Cramer không nghĩ như vậy Jim Cramer nghĩ là thị trường năm 2021 còn tốt hơn là năm 2020 có nghĩa là chúng ta thấy năm 2020 này chứng khoán của Hoa Kỳ đã đạt đến đỉnh mới nhiều lần thì Jim Cramer nghĩ là năm 2021 đó điều này sẽ tiếp tục và tiếp tục vì lý do đó ông ta mua một số Bitcoin vì sao? Tại vì ông ta nghĩ là Bitcoin là một cái tài sản gọi là risk on cái nghĩa là ông ta nghĩ hoàn toàn ngược lại, ông ta không nghĩ là Bitcoin bây giờ có thể coi như là một cái vàng điện tử lưu trữ giá trị lâu dài mà ông ta nghĩ Bitcoin là một cái loại tài sản, một mẹ đầu tư đó mà người ta đầu tư vào khi mà thị trường rất là lạc quan, khi mà mọi người đó đều có cái sự chấp nhận nguy hiểm cao khi mà tình hình thị trường tài chính nó chung tăng thì Bitcoin cũng sẽ tăng theo và sẽ tăng theo với cái giá cao hơn tại vì nhiều người họ sẽ muốn có được cái lợi nhuận nhiều hơn cho nên khi mà đầu tư về chứng khoán họ không có đủ cái phần trăm lời mà họ mong muốn dẫn đến là họ sẽ đi vào những cái thị trường có cái nguy hiểm cao hơn là Bitcoin cho nên Jim Cramer thì nghĩ là nên mua Bitcoin tại vì năm sau chúng ta sẽ thấy thị trường tăng lên thì thực ra mà nói đây cũng là một cách nhìn uh, đối với Thuận cũng là hợp lý mà thôi tại vì Thuận đã chia sẻ với các bạn là chúng ta nhìn vào cái việc mà in tiền thì lạm phát là một điều mà không thể tránh được các bạn cứ nhìn đi những cái thông tin như là liên quan tới cái giá vàng, giá dầu, giá bạc giá sắt vân vân thì những cái thị trường đó giá cả tăng lên, các bạn thấy giá dầu cũng tăng lên thì cho bạn cứ nghĩ đi những cái thị trường đó giá cả tăng lên thì sẽ ảnh hưởng gián tiếp đối với những cái người mà tiêu dùng, các bạn thấy là cuối cùng thì những công ty vẫn phải mua dầu để mà sản xuất, những công ty phải mua sắt, những công ty phải mua vàng để mà sản xuất hay là làm bất cứ một điều gì sẽ dẫn đến là cái chi phí mà mua vật liệu tăng lên thì đương nhiên là mặt hàng cũng sẽ tăng lên cho nên lạm phát là một điều mà không thể tránh được vì lý do đó khi mà lạm phát xảy ra thì hầu hết tất cả những cái mảng đầu tư đều tăng giá so với lại đồng đô la khi đồng đô la xuống giá thì đương nhiên là những cái tài sản sẽ tăng giá và bitcoin cũng là một loại tài sản cho nên nhìn vào một cách suy nghĩ của Jim Cramer thì nếu như các bạn tin là năm sau là một năm rất tốt cho thị trường tài chính nói chung tại vì chúng ta có vaccine chúng ta đã thấy được là những cái công ty sẽ có sự hồi phục lại khi mà mọi chuyện trở thành từ từ bình thường hơn thì Bitcoin cũng sẽ có sự tăng trưởng và trong lịch sử của Bitcoin các bạn thấy được là từ khi Bitcoin đời tới bây giờ chúng ta thực sự chưa thấy Bitcoin hoạt động như thế nào trong một cái thị trường gọi là khủng hoảng tài chính. Các bạn có nên nhớ là năm mà Bitcoin ra đời đó đó chính là ngay sau cuộc khủng hoảng tài chính của năm 2008. Cho nên từ khi Bitcoin đến tới bây giờ chúng ta vẫn thấy Bitcoin nằm trong cái thời kỳ là Bitcoin tăng trưởng khi mà chứng khoán tăng trưởng. Chúng ta nghĩ là năm nay đó có thể là thấy một cái cuộc khủng hoảng tài chính khi mà dịch bệnh xảy ra hồi tháng 3 nhưng mà cuối cùng đã không có điều đó. Các bạn thấy được là không những là không có khủng hoảng tài chính mà chứng khoán Hoa Kỳ đạt đỉnh mới liên tục trong năm nay. Chúng ta nói theo những chỉ số như là Dow Jones, Nasdaq hay S&P 500. Cho nên nếu như mà tương lai chứng khoán là tiếp tục tăng trưởng trong năm sau là một cái tình hình mà ít ra các bạn thấy là trong lịch sử Bitcoin đã chứng minh được là Bitcoin có khả năng tăng cùng với là chứng khoán. Các bạn nghĩ sao về thông tin này? Các bạn hãy comment ở phía dưới. Và đây những cái thông tin mà Thuận muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và nếu như bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào một sàn giao dịch nào, các bạn bấm vào cái link ở phía dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin liên quan đến những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital. Như là tham gia vào sàn Margin FX hay là sàn Binance, các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi bằng cách là bấm vào cái link đăng ký. Thì các bạn thấy là khi bấm vào link đăng ký các bạn sẽ thấy được là sàn Binance sẽ để phía dưới là kickback rate 20% như là các bạn nhìn thấy trên màn hình và các bạn có thể là nhận được 20% phí giao dịch giảm ở trên thị trường spot nhìn ở dịch thông thường hay là 10% phí giao dịch futures có hai link đăng ký các bạn chỉ cần đăng ký một trong hai link mà thôi thì có thể được hưởng ưu đãi cho cả hai spot và futures hay là sàn Binance US hay là sàn Margin Bybit các bạn có thể được giảm 10% phí giao dịch à, những cái thông tin sẽ ở phía dưới cái video này các bạn sẽ tìm thấy những thông tin liên quan tới sàn Coinbase các bạn deposit 100 đô sau khi tạo tài khoản sẽ được thưởng 10 đô la Sang Remitano và dùng BlockFi. Đây là một cái ứng dụng landing các bạn có thể được hưởng lợi những hàng tháng. Thường đã có một cái video chi tiết hơn. Các bạn bấm vào xem chi tiết để tìm thấy thông tin. Và các bạn có thể nhận được bonus lên tới 250 đô. Những cái thông tin chi tiết sẽ nằm ở phía dưới cái video này. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.